Ngay khi trong nhà có người mắc Covid-19, bà Trần Thị Lý ở tổ 5 đã khai báo y tế bằng Zalo trong nhóm chung của phường. Bà nhận được những hướng dẫn cụ thể các bước cần thiết để được xác định là F0 và hướng điều trị. Vâng, tôi cũng thấy là thuận tiện hơn là rất nhiều so với này là phải ra khai báo ở phường thì nó mất nhiều công đoạn hơn. Để khai báo Zalo như này thì tôi thấy là tốt hơn và nhanh hơn đấy. Vâng. Tham gia vào nhóm Zalo hỗ trợ chăm sóc điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 của phường, các F0 thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe, chia sẻ kinh nghiệm trong chăm sóc sức khỏe và xử lý các biểu hiện bệnh. Gia đình mình thì không có ai có cái biểu hiện gì nó nặng quá để phải hỏi trực tiếp các bác sĩ, nhưng mà mình thấy là các câu hỏi của mọi người ở trên nhóm ấy thì đa phần là đều được giải đáp ngay. Mình thấy nó rất là nhanh, và đặc biệt là cái sự mà theo dõi cũng như là nhiệt tình của các cái lực lượng chuyên môn. Phường Bình Minh hiện có trên 500 bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó có 450 bệnh nhân điều trị tại nhà. Việc kịp thời thành lập nhóm khai báo y tế và hỗ trợ điều trị F0 đã giảm áp lực cho cán bộ y tế, hạn chế tình trạng F0, F1 di chuyển tiếp xúc. Tôi thì khi thành lập được cái nhóm đấy thì cái lượng người y tế đến trạm y tế để khai báo thì nó cũng giảm đi, và cái số lượng mà số ca nhiễm đấy sẽ tăng lên ở cái chỗ là họ sẽ khai báo bằng hình thức online. Thế thì cán bộ chúng tôi thì cũng giảm áp lực công việc trong ngày rất nhiều, thì cũng giảm nguy cơ chính cho những người bệnh đấy, và đến cán bộ chúng tôi thì cũng giảm nguy cơ lây rất nhiều. Đối với các trường hợp mà khi cả hộ gia đình cách ly mà không có người thân để hỗ trợ như mua sắm đồ thì chúng tôi cũng đưa các đồng chí tổ trưởng vào đấy để nắm bắt cái nhân dân ở khu vực mình có thể là hỗ trợ cho người dân, kể cả cái việc mà ổn định cái đời sống hàng ngày. Thành phố Lào Cai hiện có trên 7.000 bệnh nhân đang điều trị tại nhà. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội để quản lý chăm sóc F0 tại nhà được đánh giá đã góp phần giảm tải số lượng người bệnh tại bệnh viện, các điểm thu dung, giảm nguy cơ lây nhiễm chéo trong cộng đồng.